Đây là dòng mã đào Thái Lan mới bắt đầu sinh sản, tức là giống hậu bị, hắn mới được 10 tháng. Thế bây giờ là bà, tôi sẽ cân thử cho bà con xem là hắn bao nhiêu cân nhé. Ê, ok. Đặc điểm như thế nào là con rúi mã đào Thái Lan, như thế nào là con rúi mã đào Lào? Mời bà con cùng theo dõi những kinh nghiệm phân biệt và chăn nuôi của chú Lê Trọng Lệ chia sẻ sau đây để không bị mất tiền oan khi bước vào nghề nuôi rúi, cũng như giúp bà con chọn được những con giống rúi mã đào Thái Lan chuẩn chất lượng về chăn nuôi. Quý bà con nào muốn tham quan trực tiếp mô hình thì hãy đến trực tiếp trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nhân giống bảo tồn động vật của chú Lệ tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Chú Lệ là người nuôi rúi lâu đời nhất Việt Nam, đến nay đã có 15 năm trong nghề. Ngoài chăn nuôi con rúi, hiện nay chú còn chú trọng phát triển thêm con chuột mốc và con giòn. Những loài động vật này có giá trị kinh tế cao, dễ nuôi, dễ nhân đàn và đầu ra thuộc dạng khan hiếm, được nhà hàng và dân buôn săn lùng. Khi chuyển giao con giống cho bà con chăn nuôi, công ty của chú Lệ bảo hành về sức khỏe con giống, bảo hành sinh sản 2 năm đầu tiên và có hợp đồng bảo tiêu đầu ra lên tới 15 năm để bà con có đầu ra ổn định khi chăn nuôi thành công. Thưa bà con, hôm nay tôi xin giới thiệu, tôi tên là Lê Trọng Lệ, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thì hôm nay là tôi sẽ truyền đạt cho bà con những kinh nghiệm để nuôi rúi mã đào Thái Lan. Mà nhớ là mã đào Thái Lan thật đấy nè. Đó là bà con, nhiều lúc là bà con không hiểu là như thế nào. Nếu bà con không tin thì cứ tới xem là cái đồng trọng lượng của nó như thế nào. Ta phải trực tiếp, ta xem được con bố mẹ và con giống. Đây, tôi sẽ phân tích rõ là con Lào nó như thế nào và con Thái Lan nó như thế nào, để cho bà con hiểu rõ và bà con không bị gọi là chúng nó đánh giặc nữa. Đây, thế thì bây giờ là cái kinh nghiệm của cái con mã đào Thái Lan này. Thì theo tôi đúc kết, nó đĩa rất nhiều. Tức là nó đỉnh của loại rúi. To thì tất nhiên là nó to đỉnh rồi, nhưng mà nó đĩa vẫn là đỉnh chóp. Thế bây giờ tôi hỏi bà con, cái lứa đầu tiên đấy, có con rúi nào đĩa được 4 con không? Nhưng mà thực tế con mã đào đây này, bà con cứ vào tới nơi mà xem này. Tức là hắn 4 con lứa đầu tiên, và lứa thứ hai sẽ 5, 6, 7, 8. Đấy. Thế thì bây giờ con nào lại nhọn hơn? Bà con cứ so sánh. Rồi bà con tới thật nhiều trang trại vào. Đấy, để bà con tham khảo và nhìn cái hình thức con giống và nhìn thực tế trang trại người ta làm như thế nào và những con như thế nào và quy mô làm sao. Đấy, để cho bà con biết được là để bà con nuôi. Rúi mã đào Thái Lan là dòng rúi có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng rúi nữa như rúi mã đào Lào, rúi mốc đại Trung Quốc. Vì vậy chú Lệ khuyên bà con khi lựa chọn mua con giống cần phải đến tận nơi để quan sát, tìm hiểu về chất lượng cũng như là nhận biết con giống có phải chuẩn giống mã đào Thái Lan hay không, rồi bà con mới quyết định bắt giống, tránh việc đặt mua rúi giống từ xa. Đến khi chăn nuôi một thời gian rồi mới phát hiện ra không phải là rúi mã đào Thái Lan thì lúc đó đã muộn rồi. Bà con đến được càng nhiều trại tìm hiểu càng tốt, như bên chú Lệ có cơ sở chăn nuôi ở Thái Nguyên, Thanh Hóa và Đắk Lắk để cho bà con đến tận nơi tìm hiểu học tập. Dòng rúi mã đào nguồn gốc của Thái Lan thì là phải lấy từ Thái Lan. Còn các bạn không tin cứ tới trại xem là cái tầm nó to như thế nào. Đấy mới là rúi đào mã đào Thái Lan. Còn nếu để trên thị trường này ai cũng bảo Thái Lan, nhưng mà tôi tin rằng là cái Thái Lan này là chắc là Thái lọ của Thái Bình thì có, chứ còn Thái Lan là chưa có mấy. Đấy, các bạn thông cảm. Đấy, và các bạn phải tới, rồi bắt đầu là các bạn mới học hỏi được trong cái việc chăn nuôi cái con mã đào Thái Lan này. Đấy, đấy nhà tôi thì hình thành công ty, nhưng mà bà con hiểu rằng là hắn rất chi nhiều trang trại. Thế bà con tới ví dụ như ấy là miền Bắc thì bà con lên Thanh Nguyên, còn vào Thanh Hóa thì bà con vào xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Đấy, còn vào trong Nam thì các bạn vào Đắk Lắk. Để chứng minh những con rúi mã đào Thái Lan của mình là giống chuẩn, chú Lệ đã tiến hành cân rúi cho bà con xem thực tế nhất.
Rùi Mã Đảo Thái Lan có trọng lượng và kích thước to hơn những dòng rùi khác trên thị trường. Trung bình chúng nặng khoảng từ 4 đến 6kg trên con. Còn rùi Mã Đảo mà chỉ 2,5 đến 3kg trên con đã sinh sản rồi thì chắc chắn không phải rùi Mã Đảo Thái Lan. Quý bà con nào muốn nuôi rùi Mã Đảo Thái Lan thì hãy đến trực tiếp trại chú Lệ tìm hiểu và lựa chọn con giống để yên tâm chăn nuôi. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình. Đây là dòng Mã Đảo Thái Lan. Hôm nay là thực tế là đem con Mã Đảo Thái Lan, con này là mới bắt đầu sinh sản, tức là giống hậu bị, hắn mới được 10 tháng. Thế bây giờ là bà tôi sẽ cân thử cho bà con xem là hắn bao nhiêu cân nhé. Ê, ok. Tôi vừa cân xong thì các bạn đã thấy rồi đấy. Thực tế hắn hơn 4 cân. Nhưng mà nó chưa đẻ, nó mới chuẩn bị động lực. Thì bây giờ là bà con nó đĩa xong hoàn chỉnh thì hắn tầm cả lên 5 cân. Và hết đáp của hắn phải được 6 cân đến hơn 6 cân. Thế bà con thông cảm là đứa là thực tế là cái dòng Mã Đảo Thái Lan. Còn cái Mã Đảo mà cũng gọi là Thái Lan đấy thì hắn nó cứ bằng cổ tay nên không phải đâu. Bà con thông cảm tôi là tôi chia sẻ cái sự thật. Tại sao lại cần chọn đúng rùi Mã Đảo Thái Lan để chăn nuôi? Bởi vì hiện nay trên thị trường đang có hai loại giống Mã Đảo, đó là rùi Mã Đảo Thái Lan và rùi Mã Đảo Lào. Chúng có hình dạng bên ngoài khá giống nhau nên rất khó phân biệt khi chúng còn nhỏ. Đồng thời hiệu quả kinh tế của con rùi Mã Đảo Lào thấp hơn con rùi Mã Đảo Thái Lan. Từ đó con giống Mã Đảo Thái Lan sẽ có giá cao hơn nên có thể sẽ có trường hợp bán rùi Mã Đảo Thái Lan nhưng thật ra họ đang bán rùi Mã Đảo Lào với giá bán của rùi Mã Đảo Thái Lan cho bà con. Vậy có cách nào phân biệt được hai dòng rùi Mã Đảo này không? Mời bà con cùng nghe câu trả lời của chú Lệ sau đây. Thì con Mã Đảo Đểu chân nó cao, mũi nó dài. Còn con Mã Đảo Thật là mũi nó to, chân nó thấp. Đây, cái dòng của thằng Thái Lan á, cái chân này nó rất thấp. Đấy. Và cái đầu của anh ấy nó to à. Mũi nó bằng, nó không nhọn đây này. Bà con nhìn này. Đấy, thằng này, đây là Thái Lan nha. Còn các bà con ấy, đừng có nói là bảo là cái màu lông con Thái Lan nó cũng có màu lông hơi phân phớt điên. Nhưng cũng có con tức là phân phớt trắng. Chứ bà con nhận biết cái màu lông này là không phải. Còn bà con nhớ thế này, ta phải xem con Mã Đảo Thái Lan. Thứ nhất, chân tay và mặt mũi. Thứ hai là cái trọng lượng. Trọng lượng của nó là nó khác nhau. Chứ ta đừng có nhìn là ta nhìn lá qua ta bị cái lông này không phải là con Mã Đảo Lào đâu. Khi bà con muốn tìm địa điểm bắt rúi về chăn nuôi thì chú Lệ cũng khuyên bà con nên tìm đến những cơ sở chăn nuôi gần khu vực của bà con nhất, vì ở đó thời tiết và khí hậu giống nhau, bà con bắt giống về chăn nuôi thì con giống sẽ thích nghi nhanh hơn, sớm hồi phục thể lực sau khi vận chuyển. Các bạn ấy nuôi rúi thì các bạn nên bắt theo từng khu vực để cho nó cùng một cái khí hậu thì về nó đỡ. Còn nếu như các bạn bắt từ miền Nam ra thì về đến đây thì nuôi nó không đúng khí hậu thì nó hay sốc nhiệt. Hắn phải ốm cái tầm cỡ được khoảng 10 đến 15 ngày thì nó vẫn ổn định được. Nhưng mà nó ốm cái giai đoạn đấy thì hỏi là nó có ăn được hay không, nó có ăn được hay không. Đây, bây giờ các bạn ví dụ như mắt ở Tây Bắc thì khí hậu của nó thấp. Mà về miền Trung mình thì khí hậu nó cao. Thì các bạn thông cảm là các bạn nên bắt ở những cái trại của miền Trung, nó gần hơn. Và khi về chuồng nhà mình thì hắn cùng một khí hậu, vì con này hắn mẫn cảm với nhiệt độ và thời tiết. Đấy, cho nên là các bạn phải nghiên cứu cho thật kỹ, bắt giống vùng nào, vào bắt giống ở trang trại nào. Đấy. Thì các bạn đến thì các bạn phải thăm thực tế, các bạn mới bắt giống được. Còn nếu các bạn không đến mà các bạn cứ ơi ship hàng cho tôi, thì cái này là một vấn đề là các bạn nhầm hết rồi đấy. Các bạn phải tới trại quan sát thực tế thì các bạn mới biết được cái nguồn giống nó nằm từ đâu, mà nó ở đâu ra. Đấy, cho nó to kích cỡ như thế nào. Còn ví dụ như ấy bây giờ là các bạn cứ
Ơi giờ chỗ này rẻ, ở chỗ kia đắt. Báo cáo bà con là nhà tôi mấy trang trại thì toàn cúp, nhưng mà hình như là chưa cung cấp đủ cho bà con chăn nuôi. Thế thì bây giờ đấy, chưa rẻ người ta đặt hàng rồi. Trên đây là một số giới thiệu của chú Lệ về con ruồi má đào để giúp bà con nhận biết được đâu là ruồi má đào Thái Lan và đâu là ruồi má đào Lào. Để biết chi tiết về kỹ thuật chăn nuôi hay các phương pháp làm chuồng trại, bà con hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình và đến trực tiếp trại của chú Lệ tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để được chú chia sẻ bí quyết chăn nuôi hiệu quả cao. Thì có ai xác định tâm huyết nuôi ruồi, tức là yêu nghề, thì tới tôi chia sẻ cách làm chuồng là quan trọng nhất. Con ruồi nó sống còn thì là do là cái chuồng, còn nó đẻ được nhiều hay không ấy là các bạn phải nhớ rằng là phải cho ăn đủ chất dinh dưỡng thì tất nhiên nó sẽ đẻ được nhiều.